Xin chào các bạn quay trở lại với kênh Bi Bim Bap Bap. Câu chuyện Giếng Ước Nguyện ngày hôm nay của chúng ta nói về một nhóm hướng đạo sinh đi cắm trại ở một khu vực, mà ở nơi đó họ sẽ đụng độ chạm trán với một thế lực đáng sợ. Vài năm trước đây, ở một ngôi trường ở Anh đặc biệt có một nhóm hướng đạo sinh. Hướng đạo sinh này có một người chỉ huy, người đó là giáo viên của trường. Và mỗi tuần, người thầy giáo đó sẽ dẫn nhóm hướng đạo sinh đó đi cắm trại ở một nơi khác nhau. Nhóm hướng đạo sinh này cũng nhỏ thôi các bạn, khoảng chừng 13-14 tuổi, bắp nghĩ là như vậy. Và trong nhóm hướng đạo sinh này có một đứa trẻ, một đứa con trai, nó rất là quậy các bạn. Luôn luôn là như vậy mà, luôn luôn có một thành phần cá biệt ở mọi nơi. Và cái thành phần cá biệt này là ông thầy ông nói gì nó cũng không nghe hết, và nó không nghe lời, không tuân thủ bất cứ cái thứ gì hết, không tuân thủ bất cứ điều gì hết. Là một cái đứa mà chuyên phạm lỗi, chuyên gây họa ở trong nhóm luôn. Đứa con trai đó tên là Stanley Jenkins, và người thầy cũng bó tay với cái cậu này luôn các bạn. Bởi vì thầy nói cái gì thì đứa con trai này nó cũng không nghe hết các bạn. Vẫn như mọi lần, mỗi tuần thì người thầy sẽ dẫn nhóm này đi cắm trại một nơi. Lần đó nguyên một nhóm đi cắm trại ở một vùng thôn quê ở nước Anh. Cái chỗ mà họ cắm trại là ở gần thung lũng, là giống như là đồi núi ở trên đây là đồi núi, rồi đi là xuống là sẽ có cái thung lũng ở dưới. Nơi mà họ chọn để mà ở lại và dựng trại ở đó là ở trên đồi. Mà đi xuống thì cũng khá xa các bạn, nhưng mà đường thì cũng dốc là đi xuống được. Nhưng mà khi mà cắm trại, người thầy đã cảnh báo hết tất cả mọi người là không có được đi xuống dưới cái thung lũng đó, chỉ được cắm trại ở trên đây thôi, và tuyệt đối là không có được đi xuống dưới đó. Bởi vì nhiều khi những cái chuyến đi này cũng do người khác tài trợ, cho nên người ta tài trợ mình đi đâu thì mình đi đó thôi các bạn, chứ mình cũng không có được lựa chọn. Người thầy cũng đã dặn rất là rõ là cho dù bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra cũng tuyệt đối đừng có đi xuống dưới cái thung lũng đó, bởi vì nó rất là nguy hiểm. Trong khi tất cả mọi người đã dựng lều lên để mà ở qua đêm, thì Stanley Jenkins và một số người bạn hư hỏng của cậu ta mới ngồi ở trên cái đám cỏ ngồi chơi các bạn, nhìn mấy người kia làm. Sau đó thì mấy người này rảnh quá không có gì làm thì suy nghĩ coi có chuyện gì vui để làm. Mà dĩ nhiên những cái chuyện mà những đứa trẻ này nghĩ là vui toàn là những cái chuyện đi phá hoại người khác không mà các bạn. Jenkins không có gì làm mới nhìn vòng thì nhìn xuống dưới đồi, nhìn xuống dưới cái thung lũng các bạn. Cậu nhìn xuống thung lũng thì thấy ở dưới thung lũng có một cái nơi, có một cái hàng rào được bọc bằng những cái sợi dây bọc lại kín cái hàng rào, và nhìn qua cái hàng rào đó thì thấy một cái giếng. Cái giếng đó có vẻ như là đã lâu năm rồi không có ai xài, cái giếng bằng đá các bạn. Và ở trên giếng nhìn xa, mặc dù là nhìn rất xa, nhưng vẫn thấy một cái màu xanh trong rêu mà nó bọc đầy xung quanh cái giếng. Còn ở dưới giếng là chất đầy những cái hòn đá. Jenkins đang nhìn và đang thắc mắc, ủa cái đó là cái gì vậy? Thì có một người đi ngang qua. Thì cái người này là người chủ của cái nơi mà mấy người đó đang cắm trại đó các bạn. Người này dắt thêm một con chó, sau đó đi ngang qua cái chỗ của Jenkins. Khi mà người đó đi ngang qua thì Jenkins mới giơ tay chào như thế này. Khi Jenkins chào thì người đó mới dừng lại nói chuyện với Jenkins. Thì Jenkins mới hỏi người đó là, mới hỏi cái chú đó cũng lớn rồi, mới hỏi là chú ơi ở dưới kia là cái gì vậy. Sau đó Jenkins còn chỉ rõ cái chỗ cái giếng á, nói là cái giếng đó, cái giếng mà có cái hàng rào bọc quanh á, cái đó là cái gì. Và cái người đó mới nói là cái đó là cái giếng ước nguyện, nhưng mà các cháu không được phép đi xuống đó đâu, và chú hy vọng là thầy của các cháu đã cảnh cáo về việc này. Sau đó Jenkins mới hỏi lại là giếng ước nguyện có phải là cái giếng mà mình sẽ thảy những cái đồng tiền xuống dưới, sau đó là mình ước một cái điều ước gì đó rồi điều ước của mình sẽ thành hiện thực hay không, bởi vì cái đó là ý nghĩ của Wishing Well, là cái giếng ước nguyện đó các bạn. Cái người đàn ông đó mới cười và nói là chú không biết, bởi vì cái tên á là tên là giếng ước nguyện thôi, nhưng mà cũng không có biết là cái đó là có phải là như vậy hay không. Nhưng mà chỉ biết á, là trong một khoảng thời gian dài, là từ cái lúc mà ông tới đó ông sống á, là không có ai dám bén mảng đi tới cái giếng đó hết. Và kể cả cái ông đó cũng không bao giờ dám đi tới cái mảnh đất mà cái giếng đó ở đó luôn á, là không dám bước chân đi xuống cái mảnh đất đó luôn, chứ đừng nói là đi tới gần cái giếng. Trên cái lúc này tò mò mới hỏi là tại sao lại như vậy, ở dưới có cái gì mà không ai dám tới gần. Ông đó mới trả lời là chú không biết, chỉ biết á, là những con bò và những con cừu không bao giờ dám bén mảng lại cái vùng đất đó. Và kể cả con chó của chú nó cũng không dám đi tới đó. Chú khuyên các cháu đừng bao giờ bén mạng tới cái giếng đó nếu như mà các cháu biết suy nghĩ. Bởi vì cái giếng đó người ta nói nó bị ám. Jenkins lúc này mới cười, nhưng mà cười nhẹ thôi, mới hỏi là ám? Ai ám? Cái người kia mới trả lời là cái giếng đó bị ám bởi ba người đàn bà và một người đàn ông. Rồi Jenkins lại hỏi là những người đó là ai? Cái người đó mới trả lời là chuyện đó xảy ra rất là lâu rồi, trước khi mà chú đi tới đây ở nữa. Nhưng mà chú nghe người ta kể lại rằng những người đó là những người đã chết ở trong cái giếng đó, hoặc là những người đã được tìm thấy xác chết ở trong cái giếng đó. Chú đã từng mắt thấy họ, và con chó của chú cũng thấy họ luôn. Hôm đó là một buổi chiều, chú cùng với con chó đi dạo ở gần khu vực ở đây. Khi mà đi đến đây, chú mới nhìn xuống dưới thung lũng. Thì khi mình nhìn xuống, chú thấy cái giếng. Khi mình nhìn xuống cái giếng, đột nhiên thấy bốn người đang bò dưới cái giếng. Nhưng mà bốn cái người đó là được trùm một cái áo, giống như là áo mà có cái nón màu đen á các bạn, trùm phủ hết tất cả các người. Chỉ không có thấy được họ, giống như là ai đó bận một cái áo màu đen xong rồi trùm đầu lại rồi bò thôi. Nhưng mà có thể thấy rõ những cái bàn tay mà họ bò như vậy nè. Họ bò xung quanh, bốn người bò xung quanh cái giếng các bạn. Bò thì những cái bàn tay đó không phải là những bàn tay của người bình thường, mà là bốn cái bàn tay bằng xương trắng phếu, cứ bò xung quanh đó.
Một hồi nữa thì tự nhiên gió thổi lên khiến cho cái nón đó bay ngược ra đằng sau. Khi cái nón bay ngược ra đằng sau thì mới thấy đầu của những cái người đó, đầu của họ là tóc rối bù, nhưng mà mặt không phải là mặt của một người bình thường, mà là một cái đầu lâu trắng phếu các bạn. Và giống như là những cái đầu lâu nó cứ bò với những cái áo màu đen, không phải là áo nữa, giống như là những cái miếng nùi dẻ rách rưới xung quanh nó, và có một cái nón chùm như vậy thôi, rồi cứ bò xung quanh cái giếng. Chỉ có khu vực đó là gần và xung quanh cái giếng thôi, và gần cái mảnh đất đó thôi, chứ không có bò xa hơn nữa. Chú ấy còn nói là thậm chí chú ấy có thể nghe thấy được cái tiếng xương á, mặc dù đứng rất xa nhưng mà có thể nghe thấy cái tiếng xương lẫn trong cái tiếng gió nó kêu và nó chạm vào nhau khi mà chúng di chuyển á. Tất cả các người bạn của Jenkins nghe xong há hốc mồm sợ hãi. Riêng mỗi Jenkins quậy lắm, quậy cực kỳ. Nghe xong rồi còn cười, còn hỏi lại là sau đó thì xảy ra chuyện gì. Cái người đó mới nói là chú không biết, chú chỉ biết là lúc đó chú sợ lắm. Và sau đó chú thấy con chó của chú chạy về nhà, chú lật đật chạy theo con chó và không có dám quay lại nữa. Và chú cũng khuyên là cái cháu đừng bao giờ bén mảng tới gần cái giếng đó, cái chỗ đó sẽ không có điều gì tốt đẹp cho cháu đâu. Người đó nói xong thì dẫn con chó đi. Sau đó Jenkins mới quay lại những người bạn của cậu và nói là tao không có tin những gì mà ổng nói đâu, ổng xảo quá, bịa chuyện quá. Qua ngày hôm sau, người giáo viên mới điểm danh những người ở trong đoàn. Khi mà điểm danh thì mới phát hiện ra là một người bị biến mất. Người đó chính là Jenkins, và trong đám học sinh không ai biết Jenkins đi đâu luôn các bạn. Sau đó có một đứa nó nói là có thể cậu ta đi xuống chỗ cái giếng ước nguyện. Nghe tới đó là mặt của người giáo viên trắng bệch vì sợ. Người giáo viên còn hỏi là giếng ước nguyện tại sao lại đi xuống đó, chẳng phải là thầy đã dặn các con là không bao giờ được đi xuống đó rồi sao? Sau đó tất cả những người trong đoàn mới cùng với thầy đi tới chỗ một cái cây cầu, mà cái cây cầu ở đó khi mà nhìn xuống sẽ thấy toàn bộ thung lũng ở dưới luôn. Trời chiều chiều sắp tối và bắt đầu trở lạnh, nhưng mà không gian không có một ngọn gió luôn các bạn, im phăng phắc luôn. Trời cũng chạng vạng tối rồi, làm sao mà có thể thấy rõ mọi việc được, cho nên người thầy mới hỏi là có ai thấy cậu ta hay không. Sau đó có một cậu con trai mới nói là con thấy rồi, cậu ta kìa, cậu ta đang đi tới gần một cái hàng rào. Một đứa khác lại nói là đúng rồi, con thấy cậu ta rồi, con nhận ra cái áo khoác mà cậu ta bận, và cậu ta đang đi tới chỗ cái giếng. Tất cả những người ở trên đây không dám đi xuống chỗ cái vùng đất, chỗ cái giếng luôn nha các bạn, vẫn còn đứng ở trên cây cầu và nhìn xuống. Thì người thầy lúc này chỉ nói là đúng là cái thằng ngu mà. Ngay cái lúc mà người thầy vừa nói xong, tất cả cái đám con trai thét lên kinh hoàng, sau đó thì lấy tay che mắt nó lại. Trời ơi, nó thét lên nó sợ và nó nói là có cái gì đó ở dưới kìa, đang bò ra kìa. Có bốn người ở dưới đang bò ra, hình như có một người phụ nữ nữa, rồi có những cái đứa con trai nó nói là đừng để cho con thấy nó, nó ghê quá. Sau đó người giáo viên mới nói là im lặng, rồi tất cả mọi người hãy bình tĩnh ở đây. Người thầy nói với hai em học sinh khác, kêu hai em đó là chạy tới nhà của chủ đất gọi cảnh sát, sau đó kêu thêm nhiều người tới đây để mà giúp đỡ. Lúc này người thầy mới chạy xuống cái thung lũng với hy vọng có thể cứu được Jenkins. Khi mà người thầy chạy đi, tất cả những người học sinh trên đây vẫn đứng để quan sát xem chuyện gì xảy ra ở dưới đó. Khi mà những đứa trẻ này nhìn xuống, họ thấy bốn bộ xương cứ bò ở trên nền đất và bò ở trong bụi rậm, bò ra từng người một, cho đến khi đủ cả bốn người, từng con một từ trong bụi rậm chui ra, và bốn con đầy đủ dí theo Jenkins. Jenkins thì cắm đầu cắm cổ chạy phía trước và không biết ở đằng sau là mình đang bị một cái thế lực nào đó rượt theo mình. Và ở dưới bốn cái con này nó bò, mà nó cũng bò cũng nhanh lắm các bạn. Nó bò xong rồi nó chụp, rồi chụp hụt. Nguyên một cái đám con trai ở trên đây nó la, nó hét quá trời, nó cố kêu Jenkins để cho Jenkins nghe, để mà có thể chạy thoát. Thì Jenkins đang chạy tự nhiên nghe, ủa cái gì ồn vậy? Thì lúc này nó mới quay đầu nó nhìn lại. Khi mà nó quay đầu nó nhìn lại thì nó thấy bốn cái con kia. Lúc này Jenkins mới bắt đầu sợ hãi, thực sự sợ hãi tới tận cùng và la thét lớn lên. Nhưng mà tất cả mọi chuyện đó quá trễ rồi các bạn. Bốn cái con đó nó đã dí kịp Jenkins và nó chụp, nó bắt Jenkins lại. Sau đó nó từ từ, nó lấy những cái tay bằng xương của nó đâm vào người Jenkins và nó xé Jenkins ra. Đó là một cảnh tượng cực kỳ kinh khủng, và những đứa trẻ ở trên kia nó đã chứng kiến và thấy được toàn bộ sự việc. Jenkins đau đớn la lên tuyệt vọng, kèm theo đó là tiếng la hét của những đứa trẻ đứng ở trên cầu. Một hồi nữa thì tiếng la của Jenkins dần dần tắt lịm. Người thầy thì cố gắng chạy thục mạng tới chỗ của Jenkins, nhưng mà cái khoảng cách cũng rất là xa, chạy tới không kịp các bạn. Khi mà người thầy chạy tới thì đã không thấy cái gì hết rồi. Ở lúc đó cảnh sát và cái người chủ đất cũng chạy tới. Tất cả những đứa trẻ đứng ở trên cầu và chỉ xuống là họ đã bắt lấy Jenkins rồi. Sau đó những đứa trẻ ở trên cầu được đưa về nhà ngay lập tức. Một số đứa trẻ vì quá sợ hãi và không quên được chuyện đó cho nên phải chuyển trường luôn. Quay trở lại chuyện của Jenkins, khi cảnh sát tới mới lục lọi khắp mọi nơi, không có tìm thấy Jenkins. Khi mà tìm ở dưới giếng thấy xác của Jenkins nằm ở đó. Cái xác của Jenkins ở dưới không chỉ là một cái xác bị chìm chết bình thường, mà một cái xác bị xé ra từng mảng rồi. Sau sự việc đó, người chủ đất đã đặt thêm một cái hàng rào to hơn và ở cách xa hơn cái giếng nữa, và để một cái bảng rất là to là nguy hiểm cấm vào. Sau lần mà Jenkins bị giết, tất cả người dân ở đó bắt đầu đồn đại và nói là cái giếng đã bị ám bởi 5 người. 3 người phụ nữ, 1 người đàn ông và 1 đứa con trai. Và đó là hết câu chuyện giếng ước nguyện của chúng ta ngày hôm nay. Sau câu chuyện này thì các bạn nghĩ ra một cái điều gì không? Nói chung là mình đừng có nên quá hư hỏng, bởi vì hư hỏng sẽ bị hư hỏng hại. Bác đang nói cái gì vậy? Nhưng mà rõ ràng Jenkins vì bản tính quá ngang tàn của mình cho nên đã tự mình hại mình.
Và câu chuyện này cũng chỉ là một cái câu chuyện kinh dị thôi các bạn, cũng không có biết là nó có thật hay không, nhưng mà Bắp nghĩ là nó không có thật đâu, bởi vì nó hơi phi lý. Tại sao nói là cái giếng đã bị ám thì không phải là ai xuất hiện nó cũng tấn công được sao? Bốn cái con đó nó ám cái giếng đó mà nó có thể giết con người thì nó là quỷ rồi chứ nó không phải là ma nữa các bạn. Bởi vì ma, những hồn ma có thể nhát nhưng mà làm sao có thể đụng tới con người, làm tổn hại con người được, thì đó là quỷ rồi chứ không phải ma. Mà tại sao nó lại tấn công Jenkins? Sau khi giết Jenkins thì những người thầy chạy tới ha, sau đó những người cảnh sát chạy tới, tại sao nó không hiện lên nó tấn công những người đó mà nó chỉ tấn công Jenkins? Hay là nó chỉ tấn công con nít? Hay là nó đã bắt được một con mồi rồi thì nó lại không tấn công những người khác nữa, và nó đợi đến chu kỳ bắt mồi của nó thì nó mới bắt đầu bắt tiếp mồi? Thì Bắp nghĩ là như vậy, Bắp cũng không biết nữa. Nhưng mà suy nghĩ sâu xa làm gì, mình chỉ biết là cái câu chuyện này nó đáng sợ như vậy mà thôi. Nói chung á, là đi tới chỗ nào mà người ta nói là cấm vào, đừng đi tới đó, thì tốt nhất là mình đừng đi tới đó. Và đó là video của ngày hôm nay. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.